Hi, xin chào cả nhà. Nhân sự kiện bộ phim Pokemon Journey The Story được trình chiếu trên Netflix, game Pokemon Go hưởng ứng với sự kiện giới thiệu các Pokemon có xuất hiện trên phim. Và lần này, bọn mình sẽ thực hiện thử thách Excellent Rule Boss Basa Kulak tại game trạm Chimuro trên đường Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ok, và đầu tiên là điểm qua đội hình 6 Pokemon khắc chế Rolex, bao gồm thứ nhất là Galarian Darmanitan với Afen, Avalon. Thứ hai là huyền thoại Kyori với Waterfall, Sob. Thứ ba là huyền thoại Giratina Oriziform với Sandaclaw, Sandalbon. Thứ tư là huyền ảo Darkrai với Snar, Darkbolt. Thứ năm là huyền thoại Mewtwo với Psychokid, Sandalbon. Và cuối cùng là Squamous với Water Gun, Hydro Cannon. Golurk với song hệ đất, ma nâng tổng số hệ kỵ lên đến 5 hệ là bóng tối, ma, cỏ, băng và nước với đồng sát thương 160%. Đội hình từ 2 account đủ Pokemon có CP cao các hệ trên dễ dàng hạ gục được boss này. Golurk là Pokemon với tạo hình như một cỗ máy tự động đứng bằng hai chân, được phủ bởi một bộ áo giáp La Mã. Nguồn năng lượng tuôn chảy trong cơ thể của nó phát ra ánh sáng vàng và tạo thành hình xoắn ốc ở phần mu bàn tay và phía trước vai của nó. Nó có một cái đầu nhỏ, cặp mắt màu vàng với biểu tượng hình khối vuông và chữ L. Nó có một vết nứt trên ngực áo giáp được vá theo đường chéo bởi một miếng mề đai màu nâu. Hai bên vai là hai chớp nhọn hình pha lê. Nó có những chiếc vòng lớn quấn ở phần cổ tay và cổ chân của nó. Bàn chân có đế phẳng. Mặc dù có kích thước to lớn, nhưng Golurk vẫn có khả năng bay lượn bằng cách thu bàn tay vào cánh tay, bàn chân vào phần chân và cất cánh như một chiếc tên lửa có tốc độ cao. Nếu miếng mề đai trên ngực của nó bị mất đi, nguồn năng lượng trong cơ thể của nó sẽ bị mất kiểm soát, chuyển từ vàng sang đỏ. Nó dễ dàng nổi cơn thịnh nộ, mất kiểm soát hành vi của mình cũng như tấn công một cách bừa bãi. Nó cũng có thể tạo thành một khẩu đại bác bằng cách đứng trên hai tay và thu hai chân vào cơ thể. Golurk được tạo ra bởi người cổ đại với mục tiêu bảo vệ cũng như thực hiện các công việc tại chân. Golurk trung thành với tất cả mệnh lệnh của trainer mà không hề thắc mắc. Golurk từng là lính canh trên các bệ pháo của các tòa lâu đài cổ. Có giả thuyết cho rằng Golurk là một cỗ máy chuyển động không ngừng nghỉ để tạo ra một lượng năng lượng vĩnh cửu nào đó. Ok, và tiếp đến là thử thách Excellent Rule Boss Golurk. Golurk với thân hình đồ sộ và đứng ở tầm xa màn hình. Đầu tiên, bọn mình sẽ khóa vòng ném Excellent của Golurk trước. Vòng tròn to hơn phần đầu của nó một tí và vị trí cao so với hầu hết các Pokemon thông thường. Tiếp đến là gốc ném Excellent. Bọn mình có hai vòng tròn. Vòng tròn màu xanh là điểm mình xoay banh, đặt điểm xoay banh sát góc trái phía dưới màn hình. Vòng tròn màu đỏ là điểm mình buông tay, vị trí buông tay sát góc phải phía trên màn hình. Cường độ ném mạnh tay, đường banh đi hết cạnh xéo của màn hình, banh dễ dàng rơi vào giữa phần đầu của nó. Vị trí này tương tự như khi ném Boss Mewtwo. Ok, và yes, thành công rồi. Golurk hiện tại chưa mở khóa Shiny trên game Pokemon Go. Nhắc nhẹ CP của IV 100 boost thời tiết là 1630 và có boost thời tiết là 2038 nhé cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày tốt lành.
Cảm ơn các bạn đã xem video này. Có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, các bạn có thể để lại comment cho bọn mình biết nha. Và đừng quên like cũng như là subscribe kênh của bọn mình.